10 giờ rồi. Cô gái tôi nó hại tôi rồi. Nghe bình thường tôi làm gì chỉ cho mỏi, bắt giúp cái hình thì chỉ cho mỏi vậy. 10 giờ rồi thì nó còn chắc nó đi đâu vậy, nó chưa về. Nó đã hẹn ai đại gia tấn mà. Bây giờ hai đại gia chưa tới gì vậy cả. Ô, tới rồi, cô gái tôi chưa về nữa. Mời vô. Đừng có chen lấn nữa. Dạ, mời vô. Dạ, chào bác. Dạ, chào bác. Mời vào. Mời anh trước. Có hai người làm gì vậy? Dạ, lịch sự. Dạ. Mời hai cậu sit down. Giống mẹ bồng con quá ha. Nếu mà dư thân hậu hậu qua đang ngồi. Dư ghế đủ hết trơn rồi. Chắc luôn rồi. Hai cậu quá lịch sự đi ha. Bất lịch sự. Hai cậu tên gì? Dạ thưa bác. Dạ tên cháu là Nguyễn Văn Sơn. Sơn. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn. Hết hạn hay hữu hạn? Hữu hết hạn như vậy. Dạ thưa bác, còn con tên là Trần Văn Thụy, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu. Dạ. Ở đây Sơn, dạ. Ở đây là Thủy. Dạ. Sơn tức là Sơn tính, Thủy tính. Dạ. Thì nó hợp với con gái tôi ghê nha. Sao vậy bác? Con tên là Mỹ Nương. Dạ. Hai người như Sơn tính, Thủy tính, con gái tôi là Mỹ Nương, lẽ tôi làm vua đó. Dạ bác là vua. Phải không? Chúng thần xin chào bà. Dạ. Đâu có cười, đâu có cười được. Dạ sao vậy bác? Tại sao hai cậu hẹn có 9 giờ mà giờ này mới tới? Dạ thưa bác, dạ sẽ diễn tới trễ là tại hẻm nhà bác. Hẹp quá, dạ. Xe con này đậu, thành ra con vô không có được chứ xe con. Vậy hả? Dạ. Hai cậu đi xe dữ lắm hả? Dạ, dạ. Xe cậu là xe gì? Dạ thưa bác, xe của cháu là xe Mercedes. À, cùng quê với xe của tôi đó. Quê bác đâu? Xe đét. Không, cái đó là quê của bác xe đét. Còn xe đét của con là bên châu Âu. À, dạ. Mercedes. Dạ. Chỉ mà nghe xe đét. Còn cậu đi xe gì? Dạ thưa bác, con đi chiếc xe. Ôi, quê tôi thiếu gì? Thiếu gì? Mười năm rồi. Dạ phải bữa năm rồi. Dạ Rolls-Royce, cái hiệu Rolls-Royce đời 2005. Trời dạ. Có kêu quên. Dạ. Rolls-Royce. Dạ. Cho bắt tiền lắm ha. Dạ, dạ. Bắt tiền lắm. Ủa mà sao hai cậu vô được chen nhau à? Xe đang nào cũng nhường nhau lịch sự cho nên không qua lại được. À. Thử con không cách nào ra được. Ô, mở cái cốp xe chui ra. Rồi con. Mở cái cốp xe. Dạ. Thưa bác, à, dạ không, dạ thưa bệ hạ. Dạ, hôm nay thầy ở đây quà mọi hiểu. Thấy cầm gì là hiểu. Thế cái bà Hồng là biết cái đâu được nó quan trọng cỡ nào rồi. Dạ. Gì đây? Dạ bánh dẻo. Tự nhiên con dẻo. Dạ thưa bác. Dạ ơn, dạ thưa bệ hạ. Dạ qua cái chat thì Mỹ Nương báo cho con biết là con người ta có 3 cái 2 cái răng. Mà bác hết 28 răng giả. Cảm ơn. Dạ đừng có chứng nướng chơi gì. Dạ dạ không, khi mà chứng nướng á thì... Dạ. Tại gì? Dạ trà mất không. Không mua đậm móc họng, mua đậm không gì? Đúng rồi bác. Dạ quên. Dạ đúng rồi bậy hà. Thằng này nó móc họng. Dạ con á là con không có dùng mấy cái hiện vật đâu. Con là thực tế hơn. Dạ đây. Thần xin gửi cho bậy hà một phong bì. Đó. Tiền. Cái này mới thực tế nè. Thấy không? Cái ba cái đồ này có nhiêu tiền đâu. Dạ. Thằng này chứ cũng hay tiền đô hay dạ. Gì nữa. Cái gì đây? Khám sức khỏe. Người khám sức khỏe gì? Vậy thì con biết chắc chắn trước sau bác bị bệnh. Bệnh gì? Bình ho lao. Thì đừng nói bậy nha, tự nhiên bác vô nhà tôi nói tôi ho lao. Dạ, bệ hạ bình tĩnh. Dạ bởi vì sao?
Bởi vì Sơn tin không có bệ hạ gì hết đâu mà chúng ta bằng bác mình thôi. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, bác yên tâm. Dạ, bởi vì sao? Bởi vì cái thằng này nó tặng cho bác cái trà một câu. Để chi? Tối bác uống, mà bác uống cái trà vô thì bác sẽ thức khuya. Mà thức khuya thì người ta nói là bị phổi. Mà không phải bệnh phổi bình thường đâu. Lủng một lỗ, mà cũng chắc chắn là bác sẽ bị lủng mười mấy lỗ. Và chắc chắn bác sẽ ho. Ra máu luôn á, ho ra máu. Nặng lắm á. Hai cậu đó là hai cậu là Sơn Tinh Thủy Linh phải không? Dạ. Còn gái tôi là Mỹ Nương cái gì? Dạ. Còn tôi là vua phải không? Dạ. Bây giờ hai cậu muốn cưới gái tôi không? Dạ muốn. Phải so tài mới được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố mỗi người một thứ. Dạ. Người nào trả lời đúng? Dạ. Thì tôi sẽ gả gái tôi cho. Dạ. Dạ. Bây giờ Sơn Tinh đâu? Dạ. Dạ thưa con. Thủy Linh đâu? Dạ con. Bây giờ vô trong đó kia đó, quá trang đi, giống Sơn Tinh Thủy Linh. Dạ đồ đó quá trang à? Dạ. Rồi vô động lấy đồ tao lấy đồ chứ cứ làm đại đi. Bây giờ giống Sơn Tinh Thủy Linh thôi. Dạ cảm ơn bác. Dạ cảm ơn bác. Thôi, bạn con đeo vậy này. Con hay nó tập leo ở dưới nước mà giống của em mà. Phải dưới nước mình trong đường đi dưới nước gì. Gặp hai thằng khùng mệt quá trời quá đất. Con đi sao? Con làm gì hoài chưa mỏi gì nè. Giờ này đi chưa về đi chết luôn này. Mày khùng á. Làm vậy? Đi đâu đã gì là dỗ cái hết đầu đi nha. Con đi chat trên mạng. Chat được thằng nào? Con quen nhiều bạn trai lắm. Phải không? Dạ. Thiệt hả? Để trai không? Nó có nói gì con không? Nhưng mà khi mà các chàng hẹn gặp mặt con á, các chàng nhìn thấy mặt con, các chàng nói trời sao mà em buồn quá, hai cái chân mày thì sệ xuống, còn mặt thì như là cái ổ ong vậy đó. Hai chân mày sệ là mày giống má mày đó, mày giống tao cũng đẹp biết bao nhiêu nói. Ai nói gì? Ổ ong. Mày nói gì vậy thằng? Nó mà lấy con về đó, nó ôm con ở tốt là máy. Một mát lắm. Chát rồi. Ai, mà mày về đi chát vậy đó, là coi chừng đụng hàng cái đó các bạn. Ôi. Mày lấy khẩu hiệu gì? Khẩu hiệu là cái gì? Thì tra ra cái chữ gì cơm diêu diêu hả? Không phải, cái đó người ta gọi là nickname. Nickname gì đó thì mấy cái mày có định đụng hàng tao đó nghe. Cha cũng đi chát nữa hả? Tao chát hoài. Trời ơi ghê quá, con mét má cho coi. Trời ơi, tốn 2.000 bạc chắc đã luôn. Cha lấy cái khẩu hiệu của cha là cái gì? Để nhớ coi. Đích diêu chấm cơm, chấm cháo, chấm phở gì đó. Chuyện này có hai đại gia tới nhà mình đang quá trang cái động á. Con phải đặt ra câu hỏi nào cho hóc búa đó, cho hai chàng ta trả lời không được. Ta coi mắt con hả? Chứ sao? Hai đại gia này giàu lắm á nha. Nhớ nha, vô thái độ nè. Nhớ phải đặt câu hỏi khó khăn mới được nghe chưa? Dạ. Yeah. Ở đây con gái của đi chia chứ. Hai cha con thay dễ thảo luôn. Mỹ Nương con. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Dạ con xong rồi. Dạ, cho ba ngắm dung nhan coi. Trời ơi. Nhìn cái mặt con, nhìn cái tướng con ấy. Cha có bài hát tặng con nữa không? Dạ, cha hát đi. Con Minh Họa nha. Dạ. Thời xa xưa, non nước An Lạc Thái Bình là Thái Bình. Có nàng Mỹ Nương tuổi xuân vừa lên tới tám, mỗi thăm đen thui cái mặt thái bình ai thấy ta sao thấy người ta cười quá. Sao thiệt tao mới định mày bị xấu như ma luôn. Đẹp lại đây trời hiểu rồi đứng đây nha, nhớ ra những câu đố hóc búa cho cha nha. Dạ. Bắt đầu nha. Hai chàng Sơn Tinh Thủy Tinh nhập triều. Bam 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 b
Dạ đúng rồi, thần là thủy tinh ở dưới nước cho nên mặc đồ như vậy mới ở dưới nước. Con gì đấy? Tua tủa chứ không mặc tủa. Ồ, thầy à, thủy tinh thầy à, thầy thoải mái. Dạ, thầy người quen không? Biết của ai? Của ai ạ? Của ba. Tao đi mua để giờ đi chát. Sông bé. Trời ơi, nhầm lặng đi chùa. Ngày nó khùng nó cũng
Con đâu phải là dưới biển đâu, con trên núi mà. Ờ. Đá xanh con tặng cho nàng là đá trên đỉnh núi. Xe. Vậy. Thầm sẽ tổ chức đám cưới như sau. Thế nào? Bằng lòng đi em, mai về quê dắt má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe ba bánh. Ba bánh mà nó khoe. Ba bánh mình cẩn vàng y phía sau xe mình cẩn hột xoàn. Ba bánh mình nó cẩn vàng y rồi biết sao nó có hột xoàn nữa. Mày cương hả mày? Mày cương là bác sĩ cương hả mày? Mày nha mày. Mày nói được mà nghĩ ra với mày. Xin lỗi. Mày. Dạ. Nhóm cưới ghét là được không? Liên. Xe 100 chiếc xe Mercedes. Ồ vậy à? Tất cả mọi người trên xe đều mặc áo body, quần Nike, dài Tommy, đầu chải Armani. Chắc trên xe mỗi người cầm khúc bánh mì. Mày xe. Tới mày rồi nè. Thần sẽ mướn 500 chiếc xe Toyota Corolla. Đàn ông mặc áo pyjama, đàn bà mặc áo bà ba, đàn ông giày ba ta, đàn bà mặc dép da, đầu chải 73. Đàn ông uống ngọt Fanta, đàn bà uống ngọt Coca Cola. Tất cả cùng hát bài sa la 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 la. Là sao? Sa la 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 la, sa la 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 la. Đó, nghe mày hát tao muốn đi massage. Mày giống như là cái khổ ba. Hai người đừng gây khổ cho người, đừng khoe khổ được. Mục đích hôm nay ta tiểu phụ cho gái ta, không cần vàng bạc hay đồng nào cho báo, mà ta muốn một liều thuốc mà thôi. Các người thấy đó, mặt con gái ta thì như vậy đó, chân mày thì sải xuống. Ai làm những chân mày con gái ta đừng sải nữa, đừng cho mặt con gái ta nổi mụn nữa. Sẽ thả con gái ta cho người đó, người nào có muốn thuốc hay, dạ ngươi đâu? Riêng. Dạ ngươi. Xe nào? Ông của bạn quá thần. Mày sao? Mời nàng bước ra. Bước ra đi. Đó. Coi chừng nó căng. Đừng đứng gái tao mày. Giờ được rồi, ngó được rồi. À! Chết! À! Thua cuối cùng phải không? Nếu mà gương mặt này thì thần sao? Thua. Thua một nhẫn. Đi ra nào. Dạ. Dạ. Mày nói gì bấm chung mày. Quá. Dạ. Đưa công chúa xuống thẩm mỹ viện Long cung của cha ta, lột cái mặt nàng, đắp da cá đuôi. Có bốn tạc chơi chắc chắn gì không có lỗi. Mẹ ơi, chàng này có cách chuyện mộng lạ quá, chắc là da mặt nàng mịn lắm. Con Diêm ngưỡng thử nha. Con coi thử coi con mặt này sao. Mặt ta bệnh quá mà. Mặt kiếm được bự. Thôi đâu hai cha con mày ói. Ai nhưng mà cứ ói là chuyện bình thường. Sáng nào xúc miệng soi gương tự ói mình hoài. Đương mày đặt kê lịch. Mày nói gì? Muốn cái gì? Mày thi là rớt rồi, mày đuối tao bắn mày không? Mày muốn tao bắn mày không? Mày muốn tao bắn mày không? Tụi em chơi chút đi. Ôi, mặt mày thấy ghê quá thì tao sợ quá mày ơi. Có đâu mà vậy, trong lòng có gì đâu anh ơi. Lòng mày tốt lắm hả? Tốt lắm. Tốt mày chơi mình mày đi. Cái này cũng nóng lạnh rồi. Anh. Không chơi với nó, vô chơi với em đi. Cái mặt này vui vậy. Mày nhái tao vậy mày? Không có nhái anh đâu. Mắt mày nhăn nhăn mày nhái tao nha. Ngộ quá. Không biết sao. Rủ anh vô đánh bài làm như có cái điểm gì á. Mắt giật 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 hoài à.
Mắt trái hay mắt phải hả? Dạ mắt trái. Rồi có cái điểm rồi đó. Cái điểm gì anh? Bài mày thua. Ê em thua thì anh vô chơi em đi. Thôi anh đi hỏi vợ. Em cảm anh bước khác chơi nha. Anh ơi. Em ai hả? Em đây nè. Trời ơi em. Anh ơi. Ơi. Vô chơi với tụi em đi anh. Trời ơi, em cũng chơi bài nữa hả? Dạ. Chứ mày chơi ngồi tụi anh đi nha, anh chơi với em nhưng mà ngồi tụi anh ăn hết tiền mấy này luôn. Rồi, cũng được, nửa chiều anh luôn. Đi, đi, vô anh! Vô ngồi với em nè. Trời ơi, làm bộ hoài à. Đi, đi, vô, vô ra ngồi với em nè. Không ơi, không làm thấy ghê quá không ơi. Không làm gì vậy? Trời ơi, làm như mình anh ghê em vậy đó. Đi, đi, vô đây. Mày quá kìa. Ghét không? Vô đi ngồi đi anh. Ngồi, ngồi, ngồi đây nè. Vô ngồi chơi ha. Chơi chút rồi, phải đi nha. Ừ. Qua đây ngồi đi mà. Ủa em? Em ngồi đâu vậy? Em ngồi đây nè. Thì anh qua anh ngồi với em. Rồi, chúng nghĩ nhân kế rồi. Chúng gì? Không? À, em nói hai anh em mình ngồi kế nhau. Dạ. Em ngồi kế anh giữ tiền cho anh ha. Ăn hết tiền mấy này luôn nha. Bây giờ mình chơi sập sám đi. Chơi gì? Sập sám. Thôi tiến lên đi. Thôi bạn cào chó lẹ đi. Thôi, bạn cào đánh hết tiền lẹ lắm, ghê lắm. Thôi không được đâu, bây giờ mình đủ tay hết rồi nè. Bây giờ mình chơi tứ sắc nha. Bỏ ông ơi, sắc là của con người. Đàn ông không có chơi tứ sắc. Vậy đâu phải đàn ông đâu. Ủa tôi xích ra đi ghê quá. Bây giờ chơi gì? Bây giờ tao đi hỏi vợ là tao phải chơi tiên lên. Chơi. Mày nói bậy. Gì bậy mày? Cũng chơi. Cũng chơi, cũng chơi. Ê mà mày buồn chuyện gì mà kêu tao qua đây chơi với mày à? Vợ tao nói bỏ sao rồi. Vợ mày nó bỏ theo tao hả? Dạ. Không có mày. Vợ mày nó bỏ theo trai hả? Mày bị khùng hả mày? Vợ mày bỏ mày theo trai mà mày cười mày. Mày bị khùng. Sao khùng? Vợ tao có bỏ theo trai. Vậy cho nó theo ai? Con môi. Ờ. Vui là vui chỗ nào mày? Đây thì nó buồn. Ê. Buồn. Chào hai huynh. Nhìn đẹp trai quá. Khỏe không? Khỏe không? Sao không khỏe mày? Nhìn tướng cho tao ngồi nhậu gì làm biết khỏe rồi. Bữa nay đi kén rễ nè. Mà bây giờ còn sớm quá, thấy hai huynh ngồi nhậu chắc là có tâm sự buồn phải không? Mời nhậu, mời nhậu. Hồi sao không nhậu trong mát, tại vì ngậu mà nắng. Nhậu trong mát là xưa mấy nó ngu lắm. Nhậu ngoài trời mấy này mới khôn. Vô bạn hiền, vô bạn hiền. Ủa uống cái gì đây? Giờ xem thằng khôn nữa mà. Uống bia hả? Bia, bia, bia. Trời ơi, ai đời uống bia 50. Phải không? Yên tâm, mình mua bia Heineken cho uống. Thôi, gọi điện thoại liền, em tới liền. Không cần, đừng chơi vậy, tự ái trước con trai đi rồi mua con kết. À, trai hơi kết nữa. Rồi, chơi luôn. Vậy mới là chơi, tự nhiên rồi, đừng quá. Cắn răng là xưa rồi, khui gì mới ngầu nè. Được không? Hết đá rồi phải không? Không, hết đá. Ơi, uống bằng chai. Ngồi ngoài nắng mà uống bia bằng nước đá là xưa rồi. Vô. Năm mươi. Đúng là bữa nay gặp kỳ phùng địch thủ. Công nhận bia sữa bò ngon quá. Mình kết tình huynh đệ nha. Khô phá rồi. Ừ, nói nghe. Một lát nữa có cái thằng kia mà nó vô. Nó hỏi vợ được mà nó cướp vợ mình á. Hai bạn ra tay nghĩa hiệp. Quánh chẹp bẹp thằng đó cho tôi. Nó vô rồi. Ừ. Hả? Nó vô rồi. Nó vô rồi hả? Nhưng mà thằng đó sẽ không bao giờ cưới vợ được. Thôi. Nó vợ lận. Nó lấy vợ tôi sao? Ngồi an tâm ngồi. Ngồi xuống. Làm nó. Sao? Thằng đó nó vô nó cướp nhưng mà nó xấu trai lắm. Xấu trai hả? Bạn mình đẹp trai. Chứ sao? Ai cũng nói vậy hết trơn á. Bởi vậy làm trai đẹp khổ lắm. Bị mấy đứa gái chơi qua đường không à. Bây giờ vậy? Rồi sao? Cứ ngồi nhậu đi. À. Cứ mua một kết bỏ vô đây nhậu hết rồi vô là vừa. Yên tâm, mình sẽ mua. Trời ơi, tao không xíu vô cái đầu tao rồi, làm gì? Ba làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy? Trời ơi, tao nói mòn, tao đi qua lại. Nó hẹn tao bình minh vừa nói rạng. Năm mày sáng tao thức ra mặc đồ vest rồi. Năm gần chết tao không dám thay ra. Mà bây giờ, trời ơi, 10 giờ rồi mà nó chưa tới. Con mệt vậy? Mệt mỏi quá. Hít nữa. Chết rồi, mày này chết rồi. Heo đen nè. Heo đen. Mày trắng hả? Heo rô nè. Nói mẹ đó mày. Ừ. Mày đánh gì? Đánh đi. Đánh đi, tứ quý. Trời ơi, tứ quý. Tứ quý là chết cho tao rồi. Có mặt nè, có mặt. Đây nè, bốn bữa thông nè. Đó. Đó.
Ủa có hai đôi à cho nội? Tôi thiếu là hai đôi sao? Bằng sao đi? Trời ơi, Giang hả? Giang hả? Bao nhiêu bốn đôi đi? Không được. Ăn hả? Không được. Bây giờ vậy nè, anh quýnh vậy là lũng, mà lũng là phải đền. Đúng à, rồi. Đền đi. Mỗi trời ngày. Ơi, bây giờ mỗi một ngày về nhà là 100 ngàn đó, anh đền đi. Đền đi, đền đi, làm dữ vậy? Ừ. Tiền nó hết ra lắm. Trời ơi. Hết tiền được kìa. Không lấy tiền anh không? Không, trời ơi, không lấy tiền anh đâu. Đừng nói hết tiền nghe cha. Còn tao làm sao hết tiền được mày? Ủa sao? Bé ơi, sao cái chân anh còn gì căng đau quá em? Anh coi coi. Dư dớ á. Kiến quá. Chỉ trời ơi, tiền quá trời kìa. Tiền rồi bỏ dớ mà không biết luôn á. Quá trời tiền luôn đi. Trời ơi, cầm tiền rồi đó. Cầm nè. Năm nữa. Cầm này thôi thiếu đi, lát nữa chung. Nhớ cho nội. Ừ. Chia đi. Rồi chia đi. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Gọi chi? Gọi kêu đem bia vô. Trời ơi, gọi chi tốn tiền điện thoại. Nói nó rồi, chắc chắn trong vòng 2 phút nữa đem bia vô. Đâu làm ăn cái bây giờ hết bia rồi. Hết uống bia. Uống rượu. Uống rượu. À, bây giờ mình uống cái này đi. Trời, trời, trời. Chơi. Sốc, sốc, thằng này sốc. Ừ. Trời nắng mà uống cái này là có nước chết. Chết không? Lấy cái này chơi. Đi chơi nữa. Hả? Uống không? Uống luôn. Ông làm chứng nha. À. Tôi không uống không? Uống luôn. Chơi. Hay, thằng này hay quá. Đó. Chơi cái này mới là bè bạn. Ừ. Đúng không? Chơi đâu có sợ. Ừ, đó. Rồi. Bây giờ tôi có rau tôi uống trước nè. Ờ. Ừ. Mày có rau mày làm như mày cha người ta hả? À. Rau nhiều mày. Cái này người ta nó nói không phải là rau. Vậy nói bằng gì? Mà người ta có cái câu hát rất là hay. Nói rồi. Lông nào cũng là lông trắng. Lông mi cũng là lông. Ừ đó. Lông mày cũng là lông. Sao đây không gọi là lông mà gọi là râu? Hay hay. Giờ bạn này hay quá. Bây giờ tới tao vô nè. Vô. Vô. Tao vô trước rồi tụi bay vô sao ha. Mày hổng à, mày hổng à. Mẹ nó lận chó lông xù. Uống sao mình nhìn mặt này. Nhìn cái đầu nó tao nhớ nhà tao á. Nhớ nhà gì? Con cá La Hán á. À. Có chữ tạo chưa? Rồi. Gì của mày đặt bây giờ tay nè, bây giờ tay. À, ừ, chơi tao cái bình chơi này đi. Là chơi cái bình à, không? À. Xin lỗi mày đâu có sợ đó. Đây. Mình sẽ uống cái tô này trong vòng 7 nốt nhạc. Tôi uống trong vòng 3 nốt nhạc. Mình sẽ uống cái tô này trong vòng 1 nốt nhạc. Vô, mời bạn. À, đã đi hái nè. Vô là vô quá, vô à, vô vô, vô là vô vô vô. Cha, dậy dậy. Trời ơi, trùm cái tích còn ngập thở quá. Mấy giờ rồi? Đứng bóng rồi đó. Đứng bóng là mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ mà chưa tới. Chơi rồi không đếm gì vậy? Ủa sao tôi có 12 lá à? Sao 12 được tao mày mấy lá? 13 lá đủ rồi. Mày mấy? 13 luôn. Tao 13 lá. Mày nào chơi dấu bài. Mày đếm lộn rồi, mày có đi học không? 12 lá hả? Nè. Nè nè, đứa nào ăn gian tao quýnh ngay nha. Chơi dấu bài nhỏ mà dấu bài tao đánh á nha. Đứa nào dấu bài? Xét đi, xét lại hết đi. Đứng lên đi. Mấy tao nghĩ à. Nè. Chơi trả tiền lên đi chứ chơi dấu bài. Anh gì sao lưng anh vậy? Gì sao lưng anh hả? Nó bài. Ở đâu hả? Sao lưng anh? Chết cha. Vậy anh giấu. Trời ơi, nó giấu bài. Thở dữ quá à. Sao không thở mày? Ngày lỡ chứ không mèo chứ. Mày trả lời. Công nhận nha. Nhậu cái hàng này vô thì đô nó yếu. Mày đặt khách uống cái tô nằm chèo queo. Ủa nãy nhớ nhậu 4 thằng sao giờ còn có 2 thằng. Tình hình này nha. Đừng bao giờ uống rượu như cái loại này. Ê! Một thằng nằm co cùm như một con chó.
còn cái thằng kia như chó lông xù ôm chó con. Ê, ê, mày mày giống chó kìa mày. Ai chửi? Mày chửi. Tao chửi mày hả? Mày chửi ai chó? Tao chửi mày hả? Mày chửi tao được chứ mày, mày muốn con tao muốn gì? Mày muốn cái gì? Mày muốn gì? Mày muốn gì mày? Mày muốn gì? Mày muốn gì mày? Mày muốn gì mày? Mày muốn gì? Sao mày đánh tao? Trời ơi, một giờ rồi, quay quá rồi, hết chợ, trời ơi, nổi cửa rồi. Dẹp hết đây, phụ dương, trời cu con. Ai đây? Cu con, phụ dương ơi. Ai đây? Con, sơn tinh rồi, phụ dương ơi. Trời ơi, sơn tinh ơi, sơn tinh ra không nổi này. Con đứt cái sớm phụ dương, nó đánh con. Mày đưa đến thì bất giải nè, mày đưa thì chỉ là thằng nào con chỉ đi. Đông luôn đánh lúc lại đó. Mày đánh con để tao hả? À. Con để tao gì mà dám đánh hả? À. Để tao đánh con. Nó rủ con đánh bài. Ờ. Rồi nó đánh con luôn. Chắc chủ tao đánh bài với người ta. Mày đánh bài sao đánh con? Con giấu bài. Chung bài. Ôi trời ơi. Chung bài hả? Mày không xứng đáng làm để tao. Cô Dương cứu con. Cứu mày hả? Con mày chết luôn. Rễ của tao á là không phải như mày, mà rễ tao là thủy tinh rồi. Lắc thấy thủy tinh tới đẹp trai đem quà tới thì rất là nhiều. Ai có rễ của mày? Con nào đấy? Đục cái tim phải không? Không. Chứ ai mặc mắt gì? Tinh. Tại sao con ra nông nổi này? Uống rượu. Uống rượu quá kém. Ừ, rượu sao mà ra nó nông nổi đây? Con dành rượu nó, con dành bia nó, con uống hồi cái nó chửi con, nó quánh con luôn rồi. Đánh mày rồi. Hết thời rồi. Nhà tôi hết thời rồi. Một bên là rượu chè, một bên là cờ bạc. Mày nương. Yeah. Mày cũng gì mày? Cũng gì mày mà tao khổ như thế này? Mày thấy hai là rễ tôi lấy đây nè. Ha, tao không gả con mày nương cho hai là bấy đâu. Con sao? Thà là cho mày ở giá, còn hơn là gái cho một thằng cờ bạc và một thằng rủ che. Phụ dương chuyện bãi cao. Trời ơi, ở cái chỗ gì mà cao dữ vậy trời. Ây da, nhưng mà muốn ăn phải lăn vô bếp thôi. Giờ phải gửi xe cái đã. Trời ơi, mệt quá. Trời ơi, chắc tiêu cặp giò quá trời ơi. Mới có 3 tầng lầu mà ná thở rồi trời ơi. Không được. Phải vừa ca vừa đi mới quên mệt được. Trèo lên cây khe, lửa thế ta đây bắt chim là lửa thế ta đây bắt chim. Bắt chim đôi dáng khỏe re, 10 tầng ta leo 10 tầng. Ôi à, tới nơi đây rồi, chim hỡi mi đang ở đâu, ta chim mi đây ở. À, trời ơi trời, trời ơi, sao ca rồi mà vẫn mệt trời ơi. 10 lầu, lầu 10. Số máy đây, 1056, 1056, rồi, đúng rồi, đây rồi, đây rồi. À, xin lỗi, cô tìm ai à? Ờ, dạ, xin hỏi đây có phải là gia đình của anh La Thăng Khoái không ạ? Dạ, phải ạ, cô đây là... À, trời ơi, anh tôi từ Cali về chiều qua. Sáng nay em vừa mở mắt một cái là một, hai anh bắt tôi phải xách xe tìm tới đây cho bằng được hả? Trời ơi, leo 10 tầng lầu bây giờ tôi đứng hết muốn dựng luôn á trời ơi là trời. Vậy đó hả? Dạ mời cô, mời cô. Mời cô vô nhà uống nước nghỉ một chút rồi mình nói chuyện nha. Dạ. Anh ơi, có khách đem tin thằng Khói từ Cali về đây nè. Dạ, dạ mời cô ngồi. Chào cô. Dạ, chào anh. Mời cô uống trà. Cảm ơn anh. Trời ơi, tôi nói cho hai ông bà nghe nghe, cũng vì cái chuyện này mà tôi với anh ba tôi cãi nhau quá hể luôn á. Ủa, sao vậy cô? Trời ơi, biết sao không? Từ tờ mờ sáng á, tôi còn đang ngủ khi anh đét vô đít tường cái chát vậy đó hò. Rồi khi anh nói tôi á là anh báo dậy dậy mau, có chút chuyện mà cậy em. Còn mấy chuyện lại đây mới
chăm chỉ ai chào mà sao bây giờ em. Sáng nay không lạnh mà sao tôi mập óc hết trơn. Ủa chị, có chuyện gì sao chị khóc dữ vậy? Ai ai sao không khóc được. Khoai ơi, bây giờ Khoai đã thành Khoai rồi. Khoai ơi, cô biết không, chị em bà lâu không gặp mặt, cậu em mới gửi thơ báo sẽ về chơi 2 tháng cho phỉ tình em chị. Vậy mà bây giờ cậu ấy phải bỏ thay nơi xứ lạ quê người. Thôi 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 thôi, nín 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 hai. Ủa? Người nín sao vậy? Bộ có té giếng em trời. Té ăn gì? Tự nhiên nghĩ vụ gì mà khóc chứ. Hai người nghĩ cái gì vậy? Tháng này về không được, tháng sau về. Chết chóc gì đâu, hai người làm gì thấy ghê vậy, mọc khóc hết. Cô nói tin buồn, tụi tôi không nghĩ chết sao được. Hả? Vậy là em tôi còn sống. Trời ơi, cô ơi là cô ơi, xém chút cô hại chết tôi rồi, tôi bị yếu tim mà. Bây giờ cười được chưa? Được rồi. Cười rồi bây giờ. Cô mau nói cho biết rõ nguồn tin. Anh nói tháng sau mới về, mấy con chút chuyện phải làm. Nói hai người chớ lo, chắc chắn sẽ về thăm. Giờ thì đem hộ khẩu lên Thủ Đức nhà tôi, để anh ba tôi giao quà. Một mình anh đi được rồi, chắc chắn là có thơ. Có phải vậy không cô? Đúng rồi, nhưng mà để cho chắc ăn á, xin lỗi anh chị nha, phiền anh chị nói rõ cho tôi coi là tên họ nó có khớp trong giấy anh tôi viết không cái đã nào. Ngay ngay nha, để tôi nói nha. Tôi tên là Ưng Thời Chợp thứ tư, nên bà con gọi là Tư Chợp. Còn bà xã tôi tên là La Thị Ngơ, chị ruột của La Thắng Khoái đó. Xin lỗi anh nói lại giùm coi là La Thị Ngơ hay là La Thị Ngu Ngơ? La Thị, cái chữ ngu là tại cái mặt bả thôi. Người ta đặt Ngu Ngơ chứ đúng rồi, bả là La Thị Ngơ. Như thế là đúng ở trong chứng minh rồi. Vui quá. Khớp rồi. Thế bây giờ tụi mình lên đường hả? Anh ơi anh, anh có bỏ theo chứng minh nhân dân không vậy? Đây 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 nè. Bà xã tôi quá khéo lò lắm. Thôi đi nha. Trời ơi, người ta còn con gái mà hung trước mặt người ta kỳ quá, đỏ mặt luôn á. Anh Tư. Tư Chộp. Tư Chộp. Trời ơi, hồi nãy anh làm người ta mất cỡ muốn chết luôn à. Cái vụ hung hả? Chuyện bình thường của vợ chồng tôi thôi, tình thương mến thương mà có gì đâu mắc cỡ. Trời ơi, nhưng mà người ta còn con gái chứ bộ. Cái sao má đỏ hồng hồng, phải chăng ai đó muốn chồng phát rung? Cái này ghẹ người ta nữa hả? Trời ơi, ý chết cha rồi. Chuyện gì ạ? Còn hai nhà chưa nhắn người ta về trển, anh ba tôi chửi chết. Anh rồi, anh giờ sao đây? Giờ ngừng lại đi, ngừng lại đi. Ừ. Anh có biết Tam Hà Thủ Đức không? Tam Hà Thủ Đức hả? Ừ. Biết cho chi hả? Bây giờ hen, anh thông cảm điền mình tới đó nghiên. Đặng tôi tranh thủ nhắn hai nhà kia nữa. Ủa, nhưng mà tôi có biết nhà cô đâu mà đi. Dễ lắm, nghe tôi chỉ nè. Rồi. Anh đi nè, khỏi chợ Tam Hà, khoảng hơn chừng cây số, tới liền quẹo cua. Làm sao tìm ra nhà cô? Quẹo cua rồi, chạy tới cây ngã tư, quẹo luôn mà tay phải, hỏi ngay ấp hai chỗ nào, bà con sẽ chỉ liền cho. Cô ơi nè, thì tới ấp hai rồi, tên cô mà chưa biết lấy gì hỏi nhà ai đây? Trời ơi, dễ thôi. Hỏi nhà tám trời ơi á, hay là ba búa Việt Kiều, người ta chỉ liền hờ. Cái tên gì mà nghe ghê vậy trời. Trời ơi, anh nhát gan quá à. Tại vì tôi tin tám mà cái tật rồi, mở miệng ra là hay trời ơi đó. Nên không cái ở phường người ta đặt cho tôi cái tên tám trời ơi. Còn anh tôi tên búa thứ ba. Thiên hạ mới gọi là ba búa gì đâu mà ghê trời ơi. Hiểu rồi. Vậy là cũng dễ kiếm thôi. Thôi tôi đi nha. Đi ngay tám trời ơi. Sập bẫy. Trời ơi, một buổi sáng leo núi 2 lần. Trời ơi. Chị Ngô ơi, chị Ngô. Chị Ngô ơi. Ngu Ngơ có nhà, Ngu Ngơ ơi. Má. Ủa, ảnh đâu mà cô trở lại đây vậy? Trời ơi, để vô nhà nói nghe. Trời ơi, cho tôi miếng nước nghe. Cô cứ tự nhiên đi. Có chuyện gì mà cô trở lại đây vậy? Trời ơi, anh kêu
đưa tôi về nói chị lấy tiền mua đồ sơn mài gửi tặng anh Khôi. Vậy hả? Vậy thì cô ngồi chơi ngang, để tôi vô tôi thay đồ rồi cái mình đi liền ha. Rồi rồi rồi. Sắp vô mảnh, trời ơi, chết luôn đó, trời ơi. Có cười gì vậy? Trời ơi, đàn bà con gái với nhau mà chị cũng vô phòng thay đồ nữa. Cười quá trời ơi. Chào ơi, cái tấm này tới 3 triệu 2 lận, mắc quá vậy. Trời ơi, ngắm cái gì nữa, mua đại tấm này đi chị. Tấm này là rẻ nhất rồi đó. Đi cả buổi cái gì chị cũng lắc đầu nhăn mặt, kỳ quá, mệt quá. Không phải đâu, tôi tưởng sơn mài chừng dài 300 chứ ai về mắc quá trời đất vậy. Nè, trời ơi, chị đừng có nói là chị không đem theo tiền nghe. Có, nhưng mà mấy cái thứ này á, nó cao cao quá làm sao mà mua ơi này cô. Ở đây tôi tiền không đủ đến chào thua. Trời ơi, phải bao nhiêu tiền, chị mới chịu ra đây. Chừng đâu bán 200 ngàn, mua liền cho nó vui. Trời ơi, bộ chị vẫn chơi hả chị Ngơ? Đâu có đâu, tại nhà tôi lúc này kẹt lắm, còn có 200 ngàn à. Trời ơi, thôi mụ Ngơ ơi là mụ Ngơ, đồ sơn mài chứ có phải đồ chơi nít đâu mà. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà ngặt nổi nhà tôi kẹt quá. Hay là mình mua đồ khác nhẹ nhẹ tiền cỡ 200 được không cô? Trời ơi, có nhiều đó không nói làm toi mẹ nó nguyên buổi công ta rồi mẹ. Cô thông cảm mà, tôi có đâu có muốn vậy đâu. Ráng giúp giùm tôi đi mà cô. Thôi được rồi, làm ơn thì làm ơn cho trót, mệt quá à. Đưa 200 đây, nhưng mà nói nè. Nhưng tôi giao chứ ta giao, còn tiền cho tôi mua món gì. Mặt sáng đừng nên xiết vào. Nhờ tới cô giúp cho có quà nào tôi đâu dám quên. Vậy thì tôi giúp cho trăm, lên đừng ngay thích. Đi liền hả con ha? Cảm ơn cô quá. Ây da, yên tâm đi, tôi sẽ kiếm cho chị một món quà vừa có giá trị vừa rẻ, lại hợp túi tiền của chị, chắc chắn là chị sẽ hài lòng. Cô tốt chứ tôi quá, ăn ơn cô quá trời luôn vậy đó. Trời ơi, em chị cũng là bạn thân của anh tôi ở bển, có gì đâu. Nè, tới rồi nè. Ây da, bây giờ chị ở đây coi chừng xe không? Dạ. Ờ, đây nè, chị ôm vỏ sách này giùm tôi cho chắc ăn nha. Cả chục triệu mua đồ cho anh ba tôi đó nghe, mắc là chết luôn á. Vô trỏng tôi mua đồ một chút. Cô lựa nhanh nhanh đi nghe, mình tôi quà này tôi ớn lắm đó. Yên chí đi mà. Vợ ơi là vợ ơi, bà đang ở đâu vậy vợ ơi? Trời ơi, tự nhiên là trở thành em bé tìm vợ. Về nhà thì không thấy đâu, chạy kiếm loài của mắc ếch mà bà đâu chẳng thấy. Ơi cái mày vợ ơi, tôi kiếm tìm vợ đây. Vợ đi đâu mất, tôi chạy kiếm tùm lum, bà đâu có biết chuyện. Nó gạt cái thằng tôi kiếm tìm tơ mơ, thiệt là mắc cỡ ăn trúng cái quả lừa. Lòng nghi muốn quay trở về thì bà đâu mất tiêu. Trời ơi, nó chơi bên này là tay chân ta. Đúng là con Tám trời ơi, gặp nó rồi là phải kêu trời ơi. Nó dùng cái điệu hổ ly sơn đưa tôi lên thủ đức giở trò dụ dỗ. Ông biết ở nhà mà có khôn lanh được cái tên ngu ngơ của bà không? Hôm nay là bị nó gạt rồi. Bước con Tám trời ơi, con Tám trời ơi, mau trả vợ cho tao, Tám trời ơi. Ồ, trời ơi, không lẽ vì mấy triệu mà tôi bỏ bà chị của tôi với cái vỏ sách mấy chục triệu đó sao? Chị yên tâm đi, đảm bảo tôi xách xe đi trong vòng 15-20 phút tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ lấy luôn sợi dây chuyền cho đủ cặp để làm lễ chúc thọ má chồng tôi mà. Ờ, tôi đi nghe, thank you. Sao rồi cô? Có mua được gì không? Trời ơi, có chứ sao không?
Nhưng mà phải chờ bà chủ cho người đi lấy hàng. Hàng đặc biệt mà chị. Bảo đảm chị sẽ ngạc nhiên nghe. Nó nghe chị. Bây giờ ha, tôi nói chị gì nè. Chị ngồi chờ mua cái chị ăn, vì tôi phải tới ngân hàng rút tiền một cái rẹt là tôi sẽ trở lại liền. Về liền tôi đứng nhớ đứng dần già nghe không, quẹo kia tôi tới ngày yên tâm xin chớ lo. Bye. Nó nghe nè, 15-20 phút tôi về liền á nghe. Nè, đừng có mở ra mở vô cái vỏ ra thiên hạ họ thấy nguy hiểm lắm đó nghe. Thôi đi vô tiệm ngồi chờ tôi cái đi. Trời ơi, thấy chị đi ra ngoài đường vậy tôi cũng sợ luôn hà. Đi vô. Dạ. Tôi vô tiệm chờ cô rồi cô lại đón tôi hả? Ok, bye bye. Vợ ơi vợ, đi tìm hoài ôi vợ của tôi, sao không thấy đâu mất ngờ. Mắt mở chân tay thì rung, quanh co tới lui leo lầu 5-6 lần. Ôi trời ơi, ôi vợ ở đâu? Cùng anh đôi rung lo đầu, chạy hoài chạy đi tìm em. Đi khắp nơi anh tìm, chạy mãi chạy hoài bờ đâu. Em hỡi em nơi nào chính giữa ba hồ. Hơi dài quá. Chính giữa ba hồ vợ tôi. Trời ơi. Hú dài vậy mà cũng không thấy nữa. Trời ơi. Ủa chồng, có đám đông đứng trước cửa tiệm vàng. Rồi rồi, chắc lại lừa đảo móc túi vào đây chứ gì. Phải mà, gặp cái thứ lừa đảo là tôi quánh luôn. Kệ ăn khó dài thôi đi, kệ nó. Vô coi có biết kiểu nào mình nói cho vợ con cảnh giác cũng được luôn. Rồi em. Cái quân lừa đảo đó, đánh chết mẹ nó đi. Nếu tôi quán cầm đầu đó. Anh ơi. Đồng lõi với nó đó, lừa chiếc lắc của tôi cái cây vàng đó, chị thấy không? Bà đừng có nói bậy nha, tôi là nạn nhân cũng như bà thôi, hả? Chị đi chung với nó mà chị nói là chị là nạn nhân hả? Đi theo tôi tới công an. Trời ơi, đâu có được. Ủa trời ơi, con mẹ này vợ tôi mà. Trời ơi, tránh ra. Bà kia, buông vợ tôi ra. Làm gì lôi kéo vợ tôi như tội phạm vậy, hả? Mình ơi, mình là cứu em với mình ơi. Cứu đây. Gì hết á. Nè, chị với nó gạt tôi còn kêu cứu nó hả? Đi đứng lại. Thấy chưa, thấy giận chưa, thấy hai cái lỗ mũi giật chưa? Tôi cho bà biết á, chuyện gì cũng phải lắng nghe rõ ràng trước sau, đừng có tào lao hồ đồ nóng vội trách tội người ta. Nhìn gà quá lợn bậm trợn hung hăng coi chừng bị hố eo. Mình nói tôi nghe mình nói, ai lửa ai khói hay là trọn gói nó hốt mình ơn là mình đảnh đảng. Tôi nghe mình nói. Từ lúc mình đi theo con nhỏ đó để có lãnh quà em đây ở nhà khoảng chừng hơn tiếng, nó trở lại giếng bảo rằng anh kêu mua đồ tặng khói cái em đi. Nó dẫn em đi tới tiệm sơn mài, nó rù rì nó chỉ lung tung, em muốn phát rung nó bài nó biểu làm em muốn xỉu bởi giá quá cao. Nó hối mua mau em đây mới nói chỉ có 200, miệng nó lầm bầm nỗi cơn bực bội cử nữ ầm lên làm người ta ngó. Quê quá quê quá quê quá. Nè, bà đừng có nói với tôi mà bà mới một cánh nha. Đi mua sơn mài sao lại ở đây cho người ta níu áo làm sao chứ hả? Bởi tin lời chồn cáo cho nó mới ra nông nổi này nè. Nó biểu tôi đưa 200 rồi dẫn tôi tới đây, nói là mua quà đặc biệt chi tiết cho thằng Khói. Ai về nó đem tôi làm vật thế chấp cho bà chủ đây, nó lừa nó lấy tấm lắc cả cây vàng của bà nè. Trời ơi, tôi lay nó rồi, tôi lay cái trời ơi của nó. Trời ơi, đúng là của tám trời ơi mà. Vợ tôi như vậy mà nói lòng nào nó đem cầm. Trời ơi, vợ tôi đâu còn dám cầm có cái gì nó chưa. Trời ơi. Ủa, tám trời ơi là ai vậy ông? Là cái con trời đánh thánh đâm nó lừa gạt mình với bà chủ đây chứ ai.
Nó lừa, nó chỉ lung tung, chạy lòng vòng mệt nghĩ để mà cà ra ở đây. Lừa bà không xong nó mới đem đi cầm bà. Quán tình này ông ơi làm sao, tình ngày đó mới lý về, giờ ông tính tính sao đây? Thôi, hai người đừng đóng kịch nữa, công an tới sẽ tính hai người đó. Công an tới rồi đó, trắng đen đen trắng biết liền à. Chú công an, chú làm ơn bắt cái bà này giùm tôi coi. Bà đồng lõi với nhỏ kia gạt tôi cả cây vàng đó chú. Nhưng đừng có nói bậy nha. Vợ tôi là nạn nhân chứ gạt lựa chỉ hồi nào đâu à. Tự nhiên là cái nói. Xin đồng bà đừng cãi nhau nữa. Pháp luật luôn luôn xử đúng người, đúng tội. Tình hình sự việc ở đây chúng tôi đã rõ, nên tới mời hai ông bà và bà đây đến cơ quan để nhận diện người. Chú đàn ông hay là đàn bà vậy chú? Đây là ả lừa đảo mà chúng tôi theo dõi từ lâu, có biệt danh là Tám Trời ơi. Đúng rồi. Xin lỗi sếp. Đúng rồi. Cái cô Tám Trời ơi nó hay, vợ chồng tôi tả tơi từ sáng tới giờ phờ râu, còn bị nghi đồng lõi với nó lừa gạt người ta nữa. Mời tất cả về cơ quan. Bà con ơi, bà con hãy nhìn gương vợ chồng tôi với bà chủ tiệm vàng để mà cảnh giác với bọn lừa đảo nha. Bà con hãy đi theo tụi tôi, xúm lại nhìn cho kỹ. Con nhỏ Tám Trời ơi, nó chuyên môn gạt người, hãy lên xa con này. Giống nó là sông ngay, ông chẳng cần lôi tôi. Nó thật là quá xa, dám đem thế chấp tôi. Tôi cũng may cho bà, không thì khổ cho tôi rồi. Mặt đẹp mà lưu manh, đúng là Tám Trời ơi. Thôi đi mau đi, kẻ người ta chờ kìa. Đi bà con, đi dạch mặt con Tám Trời ơi đi bà con. Hương hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ cũng vẫn đầu soi gương. Nho nhỏ cũng giống đuôi gà cao, em không đeo cái dài yếm đào, không quần lĩnh không áo thè mới, tay cũng không cầm chiếc nón khoai thao, nhưng chân em đi đôi guốc cao cao. Guốc cao ha. Ôi giời ơi, hai cái thằng này làm gì mà chúng mày theo tao mãi thế hả? Chào em, tước lạ sao quen mà làm gì dữ vậy? Nói gần nói xa hôm qua nói thiệt nghe không, bị anh thấy em đi chùa Hương có một mình ên nè, mà em vừa đi vừa hát vừa nhảy, trời ơi sao nó đẹp quá đi. Bởi vậy anh mới thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu nên anh thương. Cái gì mà nhỏ xíu cha nội, sao tôi thấy cái gì nó cũng bự hết trơn rồi nội. Trời ơi, trời ơi, cái thằng này mình nhanh nhở vừa phải thôi nhá. Mày bảo cái gì bự hả? Hả? Bự cái gì? Này, tao truyền hồn báo danh cho mày biết nhá. Sao? Tao không phải vừa đâu nhá. Mày bảo cái gì? Này, tao nói thật với mày, từ nhỏ tới lớn tao chưa có thấy ai mà nhìn tao mà dã man như mày nhá. Mày mà nhìn tao một phát nữa, tao nói thiệt mày, tao tán một phát thì răn môi mày lẫn lộn nhá. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã cho mày đi. Mày làm gì mà như người ta lấy dao người ta thọc tiếc mày thế hả thằng kia? Làm mất hứng rồi thằng. Thế bây giờ bà hỏi thật chúng mày, bây giờ chúng mày muốn định làm gì bà đấy? Muốn đấy. Muốn. Sao? Cả hai thằng cơ. Hai thằng luôn. Trời ơi. Ôi, thế này thì trời ơi chết con mất rồi. Trời ơi. Thế hai thằng cùng lúc à?
Một lúc luôn. Một lúc luôn. Thế thằng có dâu đấy, mày tên gì thế? Anh hả? Em. Ừ. Khỏi hỏi. Nhìn cái tướng nó từ trên xuống dưới có tắc mấy à, kéo dài hoài cũng mấy tắc. Kêu nó lùng mã tử đi. Ô, cho nó lùng gọn mã tử. Không phải sao? Đừng có dò xét đoán bề ngoài nghe. Bên trong nhìn kỹ lại mới là quan trọng nha. Trời ơi. Nè, cho coi nè. Trời ơi. Trời ơi, trước mặt đàn bà con gái mày làm gì thế hả thằng dở hơi? Cái này nè. Cái gì? Đó, thấy chưa? 7 lượng 8, vàng 24 carat, dài nửa thước. Dây chuyền à. Chưa hết. Còn gì nữa? Còn nữa. Còn cái này mới ghê nè. Dài mới dài thôi. Bự bằng mới lớn ha. Trời đất. Mà nó quan trọng vô cùng, không có nó không được nghe không? Coi nè. Rồi mày móc nữa. Thằng này sao mày thích? Điện thoại di động Nokia. Rồi ơi, mới nhất ơi. À. Điện thoại di động mày làm bà hết cả hồn thế này. Tưởng gì em ơi, ba cái vàng của nó ngoài chơi trời bán thiếu gì. Hả? Còn điện thoại bây giờ người ta cho free không à. Nói mày có gì mà bày bạc, mày nói tao. Đứng yên đó, nói không nghe tin chứ. Thiệt à, không biết nói làm sao. Vậy à? Sao mày đốt tiền thế? Ê, em thường thôi. Này nó điên rồi. Thằng này mỗi lần hút thuốc mồi 100 đô đốt chơi vậy đó. Buồn buồn ngày hút hai gói. Tự giới thiệu em, anh Bạch Công Tử. Trời ơi. Này ném về Bạch Tuột có chứ Bạch Công Tử gì. Bạch Tuột mày. Nhưng mà nó vẫn là Bạch. Còn anh. Anh tự giới thiệu với em, anh Hắc Công Tử. Trời đất. Tưởng gì à? Thì hát ra là Hắc Bạch Công Tử danh tiếng lẫy lừng. Đúng vậy. Thế bây giờ cả hai cùng giàu, thế biết chọn ai, thế thì có đứa nào chịu lấy tao không? Ai đu? Ai đu? Ôi dồi ôi, đu thì cũng đu nhẹ nhẹ chứ cả hai đứa mà đu mạnh lúc thế thì chết tao chứ. Thế bây giờ hai đứa đu lúc thì tao cũng biết đu đứa nào. Thế thì giờ cho tao hỏi này tí nhá. Hỏi gì? Hỏi em cứ hỏi. Xin phép phép tắt gì cưng. Mày nếu mà mày lấy tao đấy. Ừ. Thì mày cho tao cái gì? Nếu mà anh lấy em đó hả, anh sẽ tặng cho em nguyên một con. Con gì? Con tim của anh. Trời, nói cho đàng hoàng. Mày điên à? Gì vậy? Mày điên à? Đâu có. Thằng dô. Gì vậy? Bây giờ ơi, tim nó bán một đồng cả rổ đấy. Trời. Giờ tự dưng mày đem mày cho tim. Rồi mày cho thế thì tao lấy làm con mẹ gì? Hả? Chứ vậy em muốn gì? Tao nói cho mày nghe. Tao không cần thằng chồng mà trái tim không tiền. Tao chỉ thích là một thằng chồng tư sản cơ. Thấy, có đây. Anh nói đây thiệt với em nha. Anh nói thiệt với em nha. Lấy thằng chồng tư sản làm gì? Lấy anh nè. Ngồi chơi không cũng sướng nữa. Em à, đừng nghe nó. Ngồi chơi mà nhầm nhồi gì. Em mà lấy anh hả? Về nhà nằm chơi không cũng sướng nữa. Ôi trời ơi, ngồi bắn nhầm cái gì thích nhỉ. Ừ, thế lấy cả hai đứa thì ngồi nằm gì cũng sướng cả. Thế thôi tao xin lấy cả hai đi. Không được. Không cả được à? Sao không được? Không được à? Được thôi. Không phải đâu, tại vì thầy bói xem quẻ cho tao á, thầy bói bảo là đường tình duyên tao sau này sướng lắm. Sướng là sướng sao em? Sướng sao? Sướng là có đến mấy đời chồng cơ, tha hồ mà hưởng. Không được em ơi. Không được. Lấy một đời thôi. Một người thôi em. Sao, đừng có tham quá vậy. Không được. Một người thôi em. Nhúc người thế thôi. Một đứa thế bây giờ cả hai đứa nào cũng tốt cả, tao biết chọn ai. Chọn anh đi. Ê. Chọn anh đi. Anh con ông cháu cha nè em. Còn anh là cha thiên hạ nè. Ê mày gì? Nói gì mày? Mày nói cha ai mày? Ê thằng lùng, không biết là đứng yên. Tao hỏi mày, từ trưa tới bây giờ đó, mày có thấy ai mà có tiền mà làm con thiên hạ chưa? Hả? Chưa. Ừ, đúng rồi.
Sao hổ? Thế nhưng mà cả hai đứa bảo là thương tao, nhưng mà tao đâu có biết đứa nào thật lòng đâu. Ngộ nhỡ chúng mày đem tao về rồi chúng mày đoạt cả của tao cả nghìn lượng vàng. Thế chúng mày đi rồi thì chết tao. Trời ơi, em như vậy vàng ở đâu mà có cả ngàn lượng lận? Làm gì có ngàn lượng vàng. Trời ơi, thương nhỉ. Thương quá nhỉ. Mẹ mặt mày sáng sủa sao rốt thế hả? Sao vậy? Mày chưa nghe chữ nói à? Nói gì? Là chữ trinh đáng giá nghìn vàng đấy. Đây này. Đúng rồi. Còn Jin đấy. Vậy thì được. Jin hả? Còn Jin đấy. Thiệt hả? Thế à, bây giờ sao? Tao sao không em? Biết. Thôi thôi, bây giờ tao ra câu đố nhá. Ừ. Cả hai đứa tao không biết chọn ai. Thế bây giờ tao ra câu đố rồi. Đứa nào trả lời được thì tao tao sẽ lấy thằng đó. Đố đi cưng, đố đi. Sàng nè. Thế đố chúng mày biết là người đàn bà đấy thích đàn ông cho người ta cái vừa to vừa cứng. Ủa? Thế đố chúng mày biết là cái gì? Trời đất ơi. Em đố câu gì thấy ghê quá vậy em? Có cần như vậy không em? Cần chứ. Cần hả? Ừ. Vậy anh trả lời nha. Trả lời đi. Biết không đó nha. Mày đứng qua đây mày đi mày. Mày đàn bà đi. Mày nghe tao nói nè. Cái mà người đàn bà cần người đàn ông cho mà vừa bự vừa cứng đó, đó là đường gươm nguyên bá. Trời đất. Bảo kiếm của anh hùng. Trời ơi, rồi tới nữa. Trời ơi, mẹ nó múa như hồ quảng. Đường gươm nguyên bá, bảo kiếm anh hùng. Mày đến tuổi này mà bảo kiếm của mày nó cũng dĩ xét mẹ nó chứ còn gì mà bảo kiếm. Thôi, biết đứng qua một bên đi trả nội. Trời ơi, cũng mày đặt đường gươm nguyên bá, bảo kiếm anh hùng. Nghe ra trả lời nè, em. Cái mà đàn bà thích vừa bự vừa cứng của đàn ông cho đó là hột. Hột gì? Ê, không biết, đứng im nha, cản trở không à. Đó là hột xoàng, đúng không? Trời ơi. Sau này tự dưng là lúc nãy ngu bây giờ lại lòi cái thông minh ra rồi. Thế tao chịu người thông minh như mày đấy. Vậy còn anh sao cưng? Thì anh gì, anh dáng đi tìm cái đường gươm nguyên bá, anh đi tìm cái chỗ khác anh mài thì họ em. Trời ơi. Thế chứ mày vô trong mài đi. Thế em. Đằng em cho anh nắm bàn tay em chút. Ôi xíu rồi. Trời ơi, mới vừa quen lại xin nắm tay thì trong người ta thấy thì mắc cỡ lắm. Ừ, đâu có ai đâu, anh với em với thằng này lùng nó không thấp lắm, nó không thấy đâu em ơi. Đâu đâu, đưa bàn tay cho anh nắm cái này nè. Đây. Ôi trời ơi, sao rung vậy? Nói thật nhá, từ xưa đến giờ chả có trai nào nó nắm, bây giờ mày nắm vào ấy, tự dưng nó giật thế nào. Thế thật tình thương tao hả? Thương chứ. Thế vào trong này nhá. Thế bây giờ đầu tiên gặp gỡ chả biết làm gì, thế ngồi chờ sơi với em miếng nước nhá. Ồ, sao sơi nước? Chúng phải đi hả? Không. Anh Lùn ơi. Anh hả? Ừ. Thế anh dễ thương đấy. Ừ. Nhưng mà lâu lâu có cái máu tàng tàng mát mát thế thôi. Nhưng mà em có con bạn dễ thương lắm. À, tính hả? Tình nó cũng giống anh lắm. Giới thiệu cho thế anh thôi đi. Hai anh ngồi đây chơi nhá. Em giới thiệu con bạn em cho anh. Ờ được á. Mà phải đẹp như em nghe. Đẹp bảo hơn. Đảm anh nó đẹp hơn em đi. Được lắm anh. Anh thấy anh sẽ thích ngay. Rồi. Anh đi lẹ nha em. Anh ngồi chơi nhá. Đi lẹ nha. Ừ, em đi em. Nhớ nha, tướng mỏng mỏng như em nha, đừng có bự quá nha. Nó mỏng hơn em luôn đấy. Lẹ nghe tin. Trời ơi, rốt cuộc thì tôi cũng có vậy. Thấy không? Mày cũng tốt mà. Số dữ lắm à. Ừ, lùng mà tốt số. Ừ. À, ở ác như anh gì? Thế nào cũng mày à, nhá. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quánh cái lùng luôn. Mày ngồi im không? Hả? Nè, tao nói cho hai đứa bay biết nha. Tao canh tụi bay nhiều lần lắm rồi nghe chưa? Sao? Tụi bay á ỷ con nhà giàu ha, không có tiền có bạc ha, đi vô dụ dỗ chọc phá con gái trong làng tao hoài ha. Bữa nay tao cho tụi bay một trận cho tụi bay biết mặt.